Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên thế giới. Đáng buồn hơn, căn bệnh này không chỉ là nỗi ám ảnh với người lớn tuổi mà còn đối với nhiều người trẻ. Những ai đang khỏe mạnh thì bất thình lình mắc bệnh. Sau đây là 7 đối tượng có nguy cơ cao mắc đột quỵ mà không phải ai cũng biết. 1. Người mắc bệnh tăng huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về mạch máu. Huyết áp cao làm gia tăng áp lực lên thành mạch dẫn đến tình trạng xơ vữa mạch máu. Sau đó, những mảng xơ vữa này lâu ngày sẽ góp phần hình thành nên huyết khối, cục máu đông đi khắp các mạch máu trong cơ thể. Trong trường hợp xấu, những cục máu đông này sẽ trôi lên não, sẽ dẫn đến tắc mạch máu não, gây ra đột quỵ nhồi máu não. Do đó, nếu bạn đang mắc bệnh tăng huyết áp, hãy sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng tăng thì uống, hạ thì ngừng. Điều này rất dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ. 2. Người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Người mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, bệnh động mạch vành, rung nhĩ là đối tượng thứ hai có nguy cơ bị đột quỵ. Vì những người mắc các bệnh lý này, tình trạng tim thường co bóp bất thường. Lâu ngày, chúng dễ hình thành các cục máu đông trong buồng tim. Khi cục máu đông thoát ra khỏi buồng tim, chúng có thể di chuyển đến nhiều nơi khác trong cơ thể. Nếu đi đến não, sẽ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não, gây ra đột quỵ nhồi máu não. 3. Người mắc bệnh đái tháo đường. Bạn có biết người bị mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ đột quỵ cao hơn từ 2 đến 4 lần so với người bình thường? Đái tháo đường là một bệnh mãn tính, không lây nhiễm cho người khác, thường diễn biến âm thầm và dễ dẫn đến tổn thương các cơ quan như tim, não, mắt, thận. Với những người mắc bệnh đái tháo đường, theo thời gian, hiện tượng đường huyết tăng cao sẽ làm quá trình xơ vữa mạch máu diễn ra nhanh hơn người bình thường, hình thành cục máu đông trong lòng động mạch, gây bít tắc lòng mạch, cản trở lượng máu giàu oxy đến nuôi não. Mảng xơ vữa này không chỉ gây tổn thương não mà khi xuất hiện ở tim còn dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim, cơn đau thắt ngực. 4. Người bị rối loạn mỡ máu, mỡ máu cao. Mỡ máu cao có thể phá hủy các lớp áo trong của mạch máu, gây ra mảng xơ cứng bám vào các mạch máu, cản trở việc lưu thông, cung cấp máu lên não. Thời gian dài sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến đột quỵ nhồi máu não. Mỡ máu là thành phần không thể thiếu của cơ thể, vì thế chúng ta không thể loại bỏ mỡ máu mà có thể kiểm soát nó ở mức bình thường để giảm nguy cơ dẫn đến các bệnh lý liên quan khác, trong đó có đột quỵ. 5. Người uống nhiều bia rượu. Lạm dụng rượu bia tác động rất xấu đến huyết áp và dễ gây ra các bệnh lý về thần kinh, tim mạch, xơ gan, ung thư gan. Không chỉ vậy, người thường xuyên sử dụng rượu bia còn có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn so với người bình thường. Bởi bia rượu tác động xấu lên hệ tim mạch, người uống rượu bia quá nhiều, tim có thể bị giãn nở to hơn tim người bình thường, song chức năng bơm máu kém, dễ gây ra đột quỵ. 6. Người hút thuốc lá. Hút thuốc lá là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý xơ vữa mạch máu. Ngoài nguy cơ ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được biết đến từ lâu. Người thường xuyên hút thuốc lá sẽ dễ rơi vào tình trạng viêm trong mạch máu, làm tăng nhanh quá trình xơ vữa mạch máu, dễ hình thành cục máu đông. Mảng xơ vữa này khiến lòng mạch máu ngày càng hẹp lại và bít tắc hoàn toàn. Từ đó dòng máu không thể cung cấp oxy và dưỡng chất đến các cơ quan. Theo nghiên cứu, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc đột quỵ gấp 3 lần so với người bình thường. Ngoài ra, thuốc lá còn làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhồi máu thận hoặc tắc cấp tính các mạch chi dưới, thậm chí phải cắt cụt chi nếu không kịp thời xử lý. 7. Người có tiền căn gia đình mắc đột quỵ. Người có người thân trong gia đình từng bị đột quỵ như ông bà, cha mẹ ruột sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn do ảnh hưởng thói quen sống hoặc yếu tố di truyền. Vì vậy, nếu trong gia đình có người chẳng may mắc đột quỵ, bạn hãy quan tâm đến sức khỏe của mình bằng cách thường xuyên khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần nhé! Đột quỵ gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, tính mạng của người bệnh và di chứng đột quỵ có thể trở thành gánh nặng đối với gia đình bệnh nhân. Vậy cụ thể di chứng đó là gì và làm thế nào để khắc phục được di chứng ấy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa nội hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các dạng di chứng đột quỵ thường gặp nhất. 1. Liệt vận động. Theo thống kê, có khoảng 90% người bị liệt vận động, liệt nửa người, liệt tay chân, liệt mặt, liệt các dây thần kinh sọ não, tê bì cảm giác nửa người sau đột quỵ.
Di chứng này gây khó khăn cho bệnh nhân về sinh hoạt, đi lại hàng ngày. Bệnh nhân liệt nằm lâu ngày có thể gặp một số biến chứng nguy hiểm như cứng khớp, loét các điểm tì đè, viêm đường tiết niệu, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu, thậm chí là tử vong. 2. Rối loạn ngôn ngữ. Sau đột quỵ, người bệnh có thể gặp các rối loạn về ngôn ngữ do tổn thương tại vùng não chi phối chức năng ngôn ngữ với các biểu hiện như nói ngọng, nói lắp, âm điệu bị biến đổi, gặp khó khăn khi diễn đạt, thậm chí là không nói được. 3. Suy giảm nhận thức. Đây là một trong những biến chứng nặng nề của bệnh đột quỵ não gây sa sút trí tuệ. Người bệnh bị rối loạn nhận thức có các biểu hiện như hay quên, suy giảm trí nhớ, đầu óc lơ mơ không tỉnh táo, mất khả năng định hướng không gian, thời gian, không nhận biết được người thân, gia đình của mình và không hiểu được lời nói của người khác. 4. Trầm cảm, rối loạn cảm xúc. Người bệnh sau đột quỵ thường suy giảm hoặc mất khả năng tự chăm sóc bản thân, phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác. Mắc các chứng rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, khó khăn trong giao tiếp, không thể tham gia các hoạt động khiến người bệnh tự ti, mặc cảm, dễ dẫn đến trầm cảm, rối loạn cảm xúc, dễ cáu gắt, xúc động. 5. Rối loạn tiểu tiện. Người bệnh đột quỵ không kiểm soát được tình trạng tiểu tiện do rối loạn cơ vòng kết hợp với chứng rối loạn nhận thức, cảm giác. Vì thế, chăm sóc, đảm bảo vệ sinh là cách tốt nhất để phòng tránh tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu, giúp người bệnh có tinh thần thoải mái. Cách khắc phục di chứng đột quỵ. Theo bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Melatech, tìm cách quản lý và phục hồi di chứng đột quỵ rất cần thiết bởi điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một số cách khắc phục di chứng thường được áp dụng là điều trị vật lý. Thực hiện các bài tập vận động dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, mức độ linh hoạt và khả năng đi lại của người bệnh. Sử dụng các thiết bị hỗ trợ như gậy, nạng, xe lăn có thể giúp người bệnh di chuyển dễ dàng và an toàn hơn. Điều trị tâm lý. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý có thể giúp người bệnh giải quyết các vấn đề tinh thần như trầm cảm, lo âu và stress sau đột quỵ. Trong một số trường hợp, việc sử dụng thuốc điều trị trầm cảm hoặc lo âu có thể được cân nhắc để giúp kiểm soát các triệu chứng tâm lý mà người bệnh đang trải qua. Dinh dưỡng và lối sống. Chế độ dinh dưỡng giàu dưỡng chất và cân đối có thể giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ quá trình phục hồi sau đột quỵ. Thực hiện các hoạt động tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp và cải thiện tinh thần của bệnh nhân. Tránh hút thuốc, uống rượu và các thói quen xấu khác giúp giảm nguy cơ tái phát đột quỵ và cải thiện sức khỏe của người bệnh. Di chứng đột quỵ luôn là thách thức lớn đối với người bệnh và gia đình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ y tế kịp thời và đúng cách, nhiều bệnh nhân có thể phục hồi đáng kể di chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều quan trọng là cần nhận biết sớm các triệu chứng cho thấy di chứng đột quỵ và bắt đầu quá trình điều trị phục hồi ngay lập tức.